sân xô giáo khác. Cây sung, đây là cây sung cổ thụ nhé. Cây sung đó, cái sung này rất là to. Gốc của nó thì các bạn hình dung ra là cái đường kính của nó chắc là khoảng 1 mét, mình nghĩ là gần 1 mét. Đó, cái sung này mình thấy chưa cây sung nào to như cái sung này, rất là to, to lắm. Đó, các bạn nhìn thấy là cái xô sách vữa này, các bạn thấy là cái, so với cái tỷ lệ của cái cây sung này nó như nào. Đó. Mình cứ hình dung là nếu mà tính cái đường căng ngang về thiết diện to nhất thì là 1 mét, nhưng mà cái vanh của nó như nào thì mình cũng không biết được. Cây sung này thì nó rất là hầm hố, hiện giờ đã sống và đẹp rồi. Các bạn thấy là những cái vết sẹo, những cái vết tự nhiên này đó, rất là ok thôi, đó. Rất là tự nhiên, những cái vết sẹo. Cái cây này cây số 3 trong cái trang về cây công trình, cây cảnh của mình. Thì anh em có thể liên hệ qua cái số điện thoại là 0163 530 9 82 để giao dịch, giao lưu cũng như là mua bán. Đó. Đó. Các bạn thấy cái tổng quan của chúng là như vậy. Trên này nó có một cái độ uốn dáng như một thiếu nữ đứng nghiêng người. Đó. Đó, cây này hiện giờ cây sung thì nó cũng rất là dễ sống thôi. Đấy. Mình thích cái cây này là nó oằn ngoèo, u biếu, nó sần sùi. Đây là cái những cái vết sần sùi rất là ok luôn. Đấy. Dáng có những chỗ nó chết khô. Đấy, nó chỗ rất là đẹp. Thôi. Đây là cây sung nhá. Cây này thì về ra quả. Các bạn rất là nhanh ra quả. Đánh vào trồng ở đây sống. Sung nó là một trong những loại dễ sống. Đây. Cảm ơn các bạn hãy đăng ký kênh cây công trình, cây bonsai hàng độc hàng nạ của mình để tiếp tục đón nhận những cái cây, những cái tư thế rất là độc và lạ để anh em giao lưu mua bán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.